Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi ra ruộng lúa nha. Đây là rau khoai mon này. Đây là rau khoai mon nhá. Rau muống kìa các bạn ơi, rau muống ngoài kia kìa. Đây là ruộng lúa lép này. Đây là ruộng lúa lép này. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình đi ra ngoài này để xem có cái gì không để chơi nhá. Ui các bạn ơi, vừa đi mình đã tìm thấy ở đây có máy xúc cát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát. Máy xúc cát đẹp luôn. Đây xịn xò chưa? Hey, xe cẩu múc lúa. Xe máy xúc này đẹp quá các bạn ơi. Wow, xịn xò quá các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe nhá. Đây, đây là một chiếc xe máy xúc nữa này. Đấy, xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Đó, wow, xe tải ben chuyên đi chở đất này. Ui, đây có một chiếc xe tải chở ô tô nhá. Đẹp chưa? Xịn xò chưa? Nào, mình xem còn xe gì không nào. Ui, xe trộn bê tông đẹp luôn này. Đấy, xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Đấy, nào, xe này ô tô cảnh sát G60-13 nhá. Wow, đây là một chiếc xe bán tải, xe ô tô bán tải xịn xò luôn này. Đấy, các bạn ơi, nào mình đi xem nào. Đây còn rất là nhiều đồ chơi luôn nhá. Đây là một chiếc xe ủi cát này, đó. Đây là một chiếc xe máy xúc này. Đây là một chiếc xe mô tô cảnh sát giao thông nhá. Đấy, đây là một chiếc xe máy xúc này. Đấy, máy xúc cát có một bạn tài xế lái xe luôn nhá. Đó, ui, một chiếc xe ủi đất này các bạn ơi, xe ủi đất đẹp quá. Nào, đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi múc cát này. Đấy, đẹp chưa? Đấy, đây là xe cần cẩu móc ấy, mình quên mất nhá. Xe cần cẩu móc nhá. Nhiều xe chưa? Wow, ở đây có cả ô tô cảnh sát nha, ô tô cảnh sát này. Đấy, đẹp chưa? Nào, đây có một chiếc xe gì đây? Xe tải chở ô tô nha. Đây có một chiếc xe chở rác này. Đây là xe chở rác đẹp này. Ôi ok. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi, bây giờ mình sẽ mang về chơi nhá. Ok các bạn. Một chiếc xe vận tải vận cẩu này. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu rất là đẹp này. Đấy. Chiếc xe này là xe chuyên đi giải cứu ô tô này. Chiếc xe này là xe cần cẩu và vận tải nha. Đây gọi là xe vận tải vận cẩu nha. Tốt. Đây này các bạn này, đấy các bạn ấy đẹp chưa? Một chiếc xe vận tải vận cẩu quá là xịn luôn. Ui, đây chiếc xe chở ô tô cảnh sát này. Đấy, ô tô cảnh sát này là, đây là xe bán tải của Mỹ nha. Đấy, xe bán tải của Mỹ này có số 24113133 này. Đấy, chiếc xe này mở được cánh cửa luôn. Đấy, mở được hai cánh cửa nha. Ở bên trong có hai ghế ngồi này, một ghế ngồi lái xe luôn này các bạn. Các bạn thấy đẹp chưa? Chiếc xe này xịn chưa? Chiếc xe này đẹp đấy các bạn ạ. Xịn xò lắm. Nào, bây giờ mình phải chạy thử luôn chiếc xe này nhá. Nào chạy luôn nào. Ui, động cơ máy rất là mạnh các bạn ạ. Động cơ rất là mạnh luôn. Đấy, xịn xò chưa các bạn, thấy xịn chưa? Quá là xịn luôn. Đấy, nào. Chiếc xe này, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe cần cẩu này. Đây các bạn nhá. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát điều khiển xịn xò nhá. Chiếc xe này đẹp đấy nhờ, mình bật lên xem có tín hiệu không nhá. Đấy, có tín hiệu này các bạn ơi, có tín hiệu nhá, xịn xò nhá. Nào, bật luôn để chơi luôn nhá. Nào, wow, có tín hiệu luôn này các bạn ơi. Ui, đó các bạn thấy hay chưa? Chiếc xe này xịn xò chưa? Nào, ui, xoay cần này, xoay này, xoay luôn này các bạn ơi. Các bạn thấy xịn chưa? Wow, xoay này, ui, đẳng cấp chưa này? Wow, chiếc xe này xịn quá các bạn ạ. Ui, đó, đẳng cấp quá các bạn ơi. Đó, chiếc xe này phải nói là quá là xịn luôn. Lưng cần này. Đó, nào, ui, xịn xò chưa? Đó, đó, đẳng cấp chưa này? Lưng cần này. Đó, xịn chưa? Xoay này. Ui, các bạn thấy hay chưa? Đó, ui, đẳng cấp chưa này? Đấy là chiếc xe cần cẩu này xịn ấy. Đây là cái nút điều khiển này các bạn. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Điều khiển tiến, lùi và tiến. Xoay 360 độ. Đấy, điều khiển múc này. Đấy, múc này. Ồ, đẳng cấp chưa? Nào, đấy, xịn xò chưa? Ui, ngầu chưa này? Ui, đó,
Nào bây giờ mình sẽ tắt chiếc xe đi nha. Nào bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe cảnh sát này. Ui đẹp chưa này. Đấy, toàn là xe đồ chơi xịn sò thôi các bạn ạ. Đấy, đây là xe ô tô cảnh sát đây này. Xe ô tô cảnh sát nha. Đó, đẹp chưa này. Ô, xịn sò chưa. Đấy, chuyên đi chở. À, xe tải này chuyên đi chở ô tô đấy, phân phối cho các đại lý ô tô đấy các bạn ạ. Ừ, xe tải 2 tầng luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, wow. Đấy, đè luôn đấy các bạn ạ. Đó, chiếc xe tải đẹp quá. Xe tải này, ui, xe tải này là cabin màu trắng này. À, cabin màu trắng rất là đẹp luôn đấy. Nào, bây giờ mình chạy thử với nhá. Đấy. Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là ui. Đây. Đây là một chiếc xe tải. Xe tải này là xe tải chuyên đi chở ô tô rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, xe tải này là cũng là một chiếc xe tải 2 tầng luôn đấy các bạn ạ. Đấy, 2 tầng này. Xe tải 2 tầng rất là đẹp luôn. Rất là xịn luôn. Đấy. À, đây nữa nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa phun nước để chữa cháy này các bạn ơi. Đấy, xe cứu hỏa phun nước để chữa cháy nha. Đấy, dập đám cháy đấy. Đây là cái vòi để phun nước để chữa cháy này các bạn ơi. À, chiếc xe này có một cái còi, 2 còi, 3 còi, 4 còi luôn. Ừ, chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Nào, quen. Đấy, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo nha. Tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát. Rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa? Nào, bây giờ mình chạy thử nào. Đấy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe này. Là một chiếc xe cần cẩu. Cần cẩu này là xe cần cẩu gỗ đấy các bạn ạ. Đấy, như là một chiếc xe cần cẩu gỗ. Đấy, đẹp chưa, lưng cần luôn nha. Đấy, có thể hạ được cả cần luôn này. Đấy, hạ cần ở đây này. Đấy. Nào. Wow. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo nha. Tiếp theo là một chiếc xe này. Là một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này. À, một chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác rất là đẹp luôn này. Wow. Các bạn thấy chiếc xe môi trường chuyên đi chở rác này có đẹp không nào? Có đẹp không? Wow, đẹp quá các bạn ạ. Đó, một chiếc xe môi trường giữ gìn cho môi trường xanh sạch đẹp đấy các bạn ạ. À, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Đẹp nhờ các bạn nhờ. Ừ, các bạn có thích chiếc xe này không? Nếu mà thích thì nhá. Đây mình sẽ thử cái nào. Ui giời. Nào, tiếp theo. Wow. Và trên này còn rất là nhiều xe đồ chơi luôn nha. Đây là một chiếc xe này là một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô đấy. Đây là một chiếc xe chuyên đi giải cứu ô tô nha. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Wow, các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là đẹp luôn nha. Là mình chỉ được wow. Ở trên này mình còn phát hiện ra có một chiếc xe chở thú này. Đây là một chiếc xe chở thú nha. Wow, chiếc xe này thì rất là đẹp luôn này. Đó, đây nữa này các bạn ơi. Ở đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe này là một chiếc xe bán tải này. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Đấy, mở được nắp, mở được cửa luôn. Ui, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Đấy, mở được hai cánh cửa luôn. Có cả bu lăng lái xe luôn này. Đấy, đẹp chưa? Ui, các bạn ơi, tiếp theo nào. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là một chiếc xe. Ui, các bạn ơi, đây là một chiếc xe gì nào? Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Chiếc xe ô tô cảnh sát G63 này. Đấy, đẹp chưa? Các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? Đấy. Nhiều xe thế nhở. Đây có một chiếc xe này là xe bồn chuyên đi chở bê tông này các bạn ơi. Chiếc xe bồn chở bê tông này đẹp quá. Bây giờ mình phải nắp cái này vào nha. Nắp cái này vào để bảo vệ bu lăng nha. Đấy, các bạn thấy chiếc xe bồn này có xịn không nào? Quá là xịn luôn đúng không các bạn ơi? Đấy, chiếc xe này có thể xoay được cả bồn luôn nha. Xoay được cả bồn cho đều bê tông bên trong luôn đấy. Đấy, xoay được cả bồn này. Đấy, các bạn ơi. Hay chưa. Đấy, xoay bồn cho đều bê tông bên trong đấy. Đẹp chưa? Đó, hay chưa? Nào, tiếp theo nào.
Bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bíp của Mỹ luôn này. Đây là một chiếc xe bíp này, là một chiếc xe bíp chuyên chở các bạn học sinh đi học nha. Đấy, chiếc xe bíp này rất là đẹp luôn, rất là xịn luôn này. Ô, mở được cánh cửa luôn này. Wow, các bạn thấy hay chưa? Đây là một chiếc xe bíp rất là đẹp. Wow, bây giờ mình giới thiệu với các bạn còn rất là nhiều đồ chơi luôn. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi cẩu rác nha. Đấy, một chiếc xe cần cẩu chuyên đi cẩu rác này. Ừ, các bạn có thích chiếc xe này không? Chiếc xe này có thể lưng cả cần đấy. Đấy đấy, các bạn thấy không? Lưng cả cần luôn. Đó, xịn chưa? Hạ cả cần luôn này. Ô, típ 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 típ. Ui, đây mình còn phát hiện ra có một chiếc xe cứu hộ nha. Đây là một chiếc xe cứu hộ đấy, chuyên đi giải cứu ô tô đấy các bạn ạ. Nâng cả cần luôn. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi.